là đoán ngay luôn. Nếu như các bạn có 700 đô thì mình giúp cho các bạn kiếm 30 cụ một tháng hoặc là một cụ mỗi ngày ha. Các bạn chỉ cần làm theo công thức này của mình thôi. Và trước khi vào video chính thì mình muốn giới thiệu với các bạn về trang web này ha. Mình có một cái trang web hướng dẫn các bạn đăng ký cũng như là giao dịch ở trên sàn COVID một số cái mẹo. Các bạn có thể vào đây để xem. Và ngoài ra mình có một cái link đăng ký đây ha. Các bạn đăng ký tài khoản và tài khoản đặc quyền khi mà đăng ký vào đoàn của mình á, thì các bạn sẽ nhận được những hỗ trợ từ bên mình cũng như là những cái chương trình thưởng ha. Ví dụ như là cái chương trình thưởng 0.5% mỗi ngày. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn mua bán giao dịch gì đó, khối lượng giao dịch của bạn nó cộng lại, ở đây mình ví dụ là 1k đi, thì ngày hôm sau bạn sẽ được khoảng là 0.5% của 1k, tức là khoảng 50 đô ha các bạn. Các bạn giao dịch càng nhiều thì cái số khoản của em nó sẽ càng cao, nó tính là theo khối lượng giao dịch của bạn nha. Và ngoài ra các bạn còn có thêm những cái hình thức là nâng VIP nữa, thì với cái mỗi VIP các bạn lên á thì bạn sẽ nhận được những phần thưởng từ chương trình. Toàn đó là một số cái chương trình ưu đãi cho bên mình. Nạp rút thì đơn giản thôi, các bạn vào trang chủ và phần nạp nè. Ở đây nó sẽ có hai phần nạp ha, đó là nạp thông qua cryptocurrency và tập tiền nhanh. Tập tiền nhanh thì nó sẽ chia là ngân hàng và BUMO ha. Với cryptocurrency thì bạn sẽ nạp bằng USDT với mức nạp tối thiểu từ 10 đô và mạng là TRC20, cộng với ngân hàng thì mức nạp tối thiểu là từ 50k nha các bạn. Rồi trong quá trình nạp rút như nào không hiểu là không biết được, các bạn có thể vào cái phần Supply nè, đây là cái phần hỗ trợ hệ trên 7 của bên COVID luôn. Và bên mình cũng có các bạn hỗ trợ trên Telegram ha, các bạn có thể lưu cái Telegram của bạn này vào. Thì bây giờ mình sẽ thị phạm cách giúp cho bạn kiếm một cụ mỗi ngày hoặc là 30 cụ mỗi tháng bằng cái mẹo đơn giản thôi. Các bạn vào một trò chơi giúp mình nè. Đây cũng là một trò chơi mới ha. Trò chơi này mình thấy đang khá là ngon ha, mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì trò chơi đơn giản thôi, các bạn sẽ điều khiển cái con tên lửa nè. Và sau mỗi một chu kỳ nó bay á, nếu như mà nó rớt sau cái bộ số bạn đề ra thì bạn win. Còn nó rớt trước cái bộ số bạn đề ra thì bạn sẽ lost cái lệnh đó ha. Rồi win hay lost á thì nếu mà lost thì bạn sẽ mất cái vốn đó. Còn nếu mà win thì bạn nhân với cái bộ số ha. Ví dụ như 10 nhân bộ số 2 thì bạn kiếm được là 20 đô cho phiên này. Đơn giản như vậy thôi. Vậy thì làm thế nào để mình chiến thắng cái trò chơi này? Mình không có dùng cái phương pháp là mò kim đáy bể ha. Mình dùng một cái phương pháp là loại trừ ha. Thì bây giờ mình sẽ đặt cái con bộ số là 2 luôn ha, cho dễ. Và con 2 này mình thấy là nó dễ ăn hơn và những con khác đó. Và nó cũng dễ tính hơn ha. Đây mình sẽ để bộ số là 2 và mình chỉ cần thay vốn thôi. Thì mình sẽ đi cái vốn 0.1 ha, đi 0.1 vốn tối thiểu. Và mình sẽ tìm hai lệnh lót. Vậy lệnh lót của nó là chiếc tên lửa này nó rớt trước 2 là lệnh lót nha. Và mình đi thế nào mà mình tìm hai lệnh lót liên tiếp, thì cái lệnh thứ ba mình sẽ đi lệnh là 1%. Thì đây với 700 đô mình đi 1% là 7 đô nha các bạn. Đó, nhưng đơn giản vậy thôi. Nếu mà win thì mình quay lại bước 1 mình đi tiếp, và mình tìm bước 2 mình đi mình ăn. Và một phi mà lần phi bạn nên ăn khoảng 2 lệnh thôi là mình thấy nó quá ok ha. Trường hợp nếu mà lót nữa thì bạn cứ đi liên tục 2%, 4% và tối đa là 8%, cộng lại bạn có thể lỗ 15% ha. Trường hợp nếu mà bạn lỗ 15% thì lần phi của mình bạn sẽ chốt lỗ ở cái phiên này, và các bạn sẽ vào cái phiên sau bạn gỡ ha, mình thấy nó sẽ ok hơn là bạn ngồi bạn gỡ liên tục. Rồi một số cái kinh nghiệm mà chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ thị bạn mình đi nha. Với cái số 4 là 700 thì mình sẽ đi lệnh 7 đô, nhưng mà trước khi đi lệnh 7 đô á, mình sẽ đi lệnh bé bé trước để mình tìm hai cái lệnh lót, giống như là mình đi dò mìn như đó, mình tìm hai lệnh thua để lệnh thứ ba mình ăn nha. Ok, bây giờ mình đi lệnh 0.1 và số 2 vẫn nguyên nha. Đây mình đi nè. Rồi lệnh đầu tiên lấy thay mấy kệ nữa nha, lít bao nhiêu thì kệ đó, mình cứ đi 0.1 mà mình tìm hai lệnh lót ha. Rồi ít 7 x 10 đó kệ nữa ha. Rồi thông thường đó nha, nếu như bạn thấy là những cái lời mỹ cao cao gì bạn vào vốn cao đôi khi bạn sẽ dễ bị nó dụ ha. Đó, tránh cái tình trạng như vậy á thì mình nghiên cứu được một công thức á là mình tìm hai lệnh lót hay lệnh thứ ba mình ăn á, mình thấy tỷ lệ mình rất cao. Và mục tiêu của mình cũng không cần phải thắng nhiều nữa, mình mục tiêu mình thắng thai hay là mình thấy nó quá ngon ha, mình đừng lo mình đục liên tục. Ok, một lần lót nè, bây giờ mình sẽ đi thêm ha. Nếu mà lần này lót nữa thì mình sẽ đi lệnh bước 2. Thì ở đây nó vẫn win nè, để kìa mình vẫn đi liên tục nha. Đó, thì nãy giờ nó cho mình ăn liên tục thì kệ nữa nha. Mình chủ yếu là mình ăn cái lần nào ăn nó cho chắc á các bạn. Rồi, các bạn thấy ngon ngon ha, đôi khi bạn nâng vốn bằng vào nó lại đỏ ha. Cho nên là kệ nó mới đi như nào kệ nó. Mình áp dụng công thức mình đi ha. Rồi, nó ra một lần lót nè, lần đỏ lần lót nè. Rồi, hai lần lót liên tục đúng không? Mình sẽ đi một lần là 7 này nha. Bước 2 là mình tìm hay là lost time mình qua bước 2 mình đi lệnh 1% của 700 đô là 7 đô. Mình đi nè. Rồi lần đầu ăn ngay luôn vậy ha. Lần đầu ăn ngay luôn. Đây mình vào lịch sử cho bạn xem nhé. 6.65 nè, trừ đi 0.2 là mình còn là 6.45 ha. Đây mới lệnh kia ăn liên tục nè.
thì kè nó 0.0 mấy nào, không có đáng kể đâu. Đây là nên mình kiếm là 6.45 nha. 6.45 nhưng tỷ giá này nó cũng rơi vào khoảng 15k gì đó, 150k gì ha. Mình tìm hai lệnh thì nó rơi vào khoảng hơn 300. Rồi mình đi nè. Rồi lần đầu tiên thì Winnie kể nè, mình đi lần khác. Rồi nó cho mình win liên tục ha. Một phiên như vậy các bạn lụm 300 hơn đi, thì ba phiên như vậy cũng kiếm hơn cũ các bạn. Thông thường nha, một tháng ấy sẽ là một ngày như vậy, mình vào ba phiên để mình chốt lại một phiên mình kiếm hai lệnh win. Thì với hai lệnh win của một phiên á, các bạn vào khoảng tầm 3-4 phút thôi là các bạn kiếm có à, hoặc là có thể lâu hơn hoặc là ít hơn, tùy thuộc vào cái số lượng mà nó cho mình ăn nhiều ít ha. Nếu cho bạn liên tục thì bạn sẽ chờ lâu ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi lệnh 1% nè. Rồi nó dịp dịp như vậy, có thể lệnh này lên đường các bạn. Oh, win luôn nè, bởi vì là do mẹ mới lắc á. Ok, lệnh này win nè. Thì có phải là mình kiếm hai lần chưa? Đây, lần trước nè. Đây một lần ha. 6.45 nhưng 6 cộng với 6.45 là nó ra 13. Đúng không? 12.9. 12.9. Thì nhân tỷ giá thì nó cũng hơn 300k các bạn. Hơn 300k một ngày các bạn vào 3 phiên kiếm cũng hơn cũ các bạn. Đó, nó đơn giản thôi các bạn, chỉ cần áp dụng và kiếm núi trên đây nha. Mình thấy nó là một cái tút khá là hay, và ở thời điểm hiện tại thì sàn mình thấy là nó kêu fit nha, mình đi vẫn ăn ngon. Thì lâu lâu nó vẫn bị dính nha, vẫn bị dính là 15, thì nếu mà dính 15 thì các bạn chốt lỗ và một tí bạn qua bạn gỡ lại thì mình thấy ok hơn là bạn ngồi đó bạn gỡ nha. Đó là một số cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ với các bạn về cái cách kiếm tiền ở trên sàn Covid với cái tựa game này. Các bạn có thể áp dụng theo. Và mỗi một ngày các bạn sẽ nhận được cái phần hoàn 0.5%. 0.5% các bạn không thấy nhiều, nhưng mà các bạn giao dịch nhiều qua hôm sau nó cộng lại các bạn thấy nó mới nhiều ha. Ví dụ như nãy giờ mình giao dịch á, thì các bạn thấy nãy giờ mình đánh nó cũng rơi vào khoảng mấy chục đô đó. Đó thì một tí mình vào đánh thêm mấy chục đô nữa thì một tí mình vào nữa, một ngày mình vào 3 phiên mà, thì nó rơi khoảng hơn 100 mà. Thì qua ngày hôm sau mình lại hoàn được thêm vài đô các bạn, khá là ngon nha. Và đó là cách giúp cho bạn kiếm tiền mỗi ngày với số 4 từ 700, các bạn có thể hấp hơn một củ trên sàn Covid. Các bạn có thể áp dụng cái mèo này để kiếm tiền tết nha. Chúc cho bạn thành công và kiếm thật là nhiều tiền trên sàn Covid nhé.